Chào cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài tập. Cái câu số 1. Vi khuẩn nào là song cầu ở âm dương? A. Tụ cầu. B. Liêm cầu. C. Màng não cầu. Hay D. Phế cầu. Câu 2. Phương pháp hữu hiệu nhất để tiêu diệt vi khuẩn lao trong bệnh phẩm. A. Ánh sáng mặt trời. B. Phương pháp Pasteur. C. Chứa tia UV. Hay D. Lò hâm ướt. Câu 3. Trong các phương pháp xét nghiệm chẩn đoán lao sau, xét nghiệm nào cho kết quả nhanh nhất? A. Tích bọt. B. Phân lập vi khuẩn. C. Nhuộm soi. D. PCR. Câu 4. Virus cúm là A. Influenza virus hay là B. Ophthalmovirus. Câu 5. Khi chị A bị kim tiêm có dính máu, xích vào tay. Em hãy đưa ra nội dung các bước xử lý cho chị A để không bị vi sinh vật xâm nhập vào cơ thể chị. Câu 6. Những vi khuẩn gây bệnh nhiễm trùng bệnh viện chỉ là các vi khuẩn gây bệnh cơ hội. A. Đúng. B. Sai. Câu 7. Bệnh phẩm tìm virus cúm là A. Nước súc họng. B. Nước mũi. C. Nước bọt. D. Dịch tị hầu. E. Huyết thanh hay là F. Tất cả đúng. Câu 8. Khả năng gây bệnh của vi khuẩn lao phụ thuộc vào yếu tố nào? Câu 9. Đanh là một căn bệnh do A. Virus. B. Muỗi. C. Gặm. D. Loài gặm nhấm. 10. Khi nuôi cấy phế cầu cần phải có khí nào? A. Oxy. B. CO2. C. Nitơ. D. Hydro. E. Tất cả đúng. Chúc cả lớp làm bài tốt.